chào các bạn nha. Nay mình sẽ tiếp tục đi theo bước chân của những thợ săn vàng. Rồi. Xuống rất đẹp các bạn. Nãy giờ đường đi hơi khó nên mình không có quay các bạn. Quay lại chút xíu cảnh cho các bạn xem thôi. Đây xuống nè, rất là đẹp luôn. Đào hố này nè. Đây là cái mỏ các bạn ơi. Đi tới cái mỏ luôn các bạn. Đó là trời nó chung nữa nè, bỏ lại trong này ăn ăn ở trong này luôn nha mày nè. Ừ, có ngon không? Vậy có không ạ? Không, tôi ôm nó cái này có gì hết. Đưa vô tường, vô đá cho nó nặng mà nó chưa ra. Nó chưa ra. Dễ cây nó ăn bám như vậy kìa. Dễ cây mà nó ăn xương luôn rồi. Cái gì kêu á? Kêu báo có mười mấy mấy rồi. Gì á? Đây một cái hang nữa. Ồ quá sâu luôn. Rồi hai thợ săn này quyết định đặt cục đá này các bạn ơi. Hai anh nói cho rằng trong cục đá này nó có không? Có vàng hoặc là bạc gì đó. Hai anh đó quyết định đặt cục đá này. Đi. Dạ sao đó. Bãi dưới anh không? Rồi quyết định đi xuống bãi dưới bạn ơi. À chắc cái thước mấy cục để trồng trong đây đúng không? Nè. Ừ mấy lỗ lấy nó nè. Mày lấy còn sống nè. Đó cục cục cục. Giống bi hồi xưa quá à. Này thì em đem mày bắn chim được không? Trời. Các bạn, đây là một cục bạc các bạn ơi. Đây mấy cái lỗ này nè các bạn. Mấy cái lỗ này là hồi xưa là nó nằm trong đây nữa mà. Cái gì nè. Đó. Thì ta lấy ra đó. Cục này nó nhỏ hay sót lại người ta không lấy. Trung ơi. Đi xuống đây Trung ơi. Kêu Trung. Cái suối này thì vàng với bạc rất là nhiều các bạn.
bạn thấy gì không? Nói xuống này là có hổ luôn nha bạn ơi. Đây là trong đây là nó có hổ luôn á. Đây mình nhờ mấy anh ở đây dẫn đường đi chứ nãy là đi xe là không đi được luôn à. Xe ở đây là chạy bằng dây xích không bạn ơi. Cái dây xích vô bánh xe là chạy á. Mà chạy lên tới xuống dưới đây thì không chạy được nữa, phải đi bộ thôi. Ủa cái chòi ai trên đó? Cái chòi ai trên đó? Ông nhìn mình đó hả? Cái trắng trắng là quặn bạc nha bạn. Đây cục bự mà Nhung ơi. Mình sẽ lấy một, mình sẽ gỡ một cục nữa mà. Nó cứng không? Gà. Đâu cục bự không? Nè, rõ nghe. Nghe. Đây cũng ngon nè. Có cái đục rồi. Mới đâu cho cặp chung á. Chung nó kêu có cái đục mà.